Hi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và lần đầu tiên thì cho phép Văn Hội xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng đại lý Toyota Thanh Xuân trong suốt thời gian qua. Và ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ giới thiệu đến quý anh chị khách hàng một mẫu xe bán tải số tự động và xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc. Bên cạnh tôi đây đó chính là chiếc Hilux 2.4e số tự động. Và hiện nay thì Toyota đang niêm yết với giá bán từ 662 triệu đồng chẵn, chưa bao gồm các chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Và tổng chi phí lăn bánh trong tháng 11 này chưa bao gồm khuyến mại thì đối với Hilux 2019 chúng ta sẽ có cái cách tính rất đơn giản thôi. Với phần thuế trước bạ thì sẽ là tính 6%, ngoài ra là biển số chúng ta sẽ tính là 500.000 nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng điểm qua nhanh về phần phía thiết kế với của Hilux 2.4e số tự động cũng như phiên bản Hilux số sàn. Thì Hilux 2.4 số tự động có một cái thiết kế nổi bật hơn, đó chính là ở bên trong thì sẽ được thiết kế một cái hộp số tự động cùng với vẫn kết hợp với cụm la răng lên đến 17 inch và bệ bậc lên xuống cực kỳ là nổi bật. Phía đằng sau đó chính là phần gọi là bán tải. Ở bán tải này thì cái khoang để đằng sau cực kỳ là rộng, chắc chắn cũng như là để được thật là nhiều vật dụng. Chúng ta sẽ có thể làm thêm được các thùng, ví dụ như là thùng cao hoặc là thùng thấp. Rồi sau đó thì và sau đây thì Văn Hội sẽ chia sẻ đến cho quý anh chị khách hàng là khi mà chúng ta lăn bánh thì với phiên bản số tự động này tổng chi phí lăn bánh sẽ khoảng là 712 triệu đồng chẵn, chưa bao gồm các chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Xin mời anh máy quay sẽ cùng đi một vòng để chúng ta có thể ngắm chi tiết Toyota Hilux 2019 bản số tự động màu trắng. Xe thì sẽ được giao ngay đến tay khách hàng với thiết kế là cực kỳ là nổi bật, lốp bản rộng lên đến 17 inch, bậc lên xuống, cũng như là xe được tặng luôn dán phim 3M cao cấp của Mỹ và xi nhan được tích hợp ở trên gương. Rồi chúng ta sẽ đến với phần đầu xe một lần nữa để nhìn thấy chi tiết các thiết kế từ đường gân dập nổi ở nắp capo cũng như là hệ thống đèn cùng với chóa đèn pha cốt, đèn lăng téc, đèn xi nhan, mặt ca lăng phía trước cũng như là các mạ chrome cực kỳ là sáng bóng. Ở trên phiên bản E số sàn sẽ là mạ chrome ở đây, còn bản số tự động sẽ là mạ chrome vòng quanh như thế này. Chúng ta sẽ nhìn cái là sẽ nhận biết được ngay mà không cần đi vào xe là nhìn thấy ngay được. Vâng, vừa rồi là những cái chia sẻ của tổng quan hình ảnh chi tiết của Toyota Hilux 2.4e số tự động 2019. Quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới để nhận được những chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn và hãy đăng ký kênh của Văn Hội để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.